Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, lo sợ sự thật phơi bày, bắt bớ bùng phát trước đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xã hội Việt Nam đón nhận tin tức về đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam bằng những lời thì thầm liên quan đến các vụ bắt bớ và khủng bố con người ở khắp mọi nơi trên mảnh đất đau thương hình chữ S từ ngay trong thời gian giãn cách xã hội, các sự kiện cứ dồn dập nhắm vào người Việt Nam có thái độ chính trị khác biệt với nhà cầm quyền Cộng sản. Rất nhiều vụ bắt giữ và kết án tù từ việc sinh hoạt trên các trang mạng từ đầu năm 2020 như đối với trường hợp Trung Hoàng Trương ở Cần Thơ, Phan Công Hải ở Nghệ An, Đinh Văn Phú ở Đắk Nông, Đinh Thị Thu Thủy ở Hậu Giang, Nguyễn Văn Nghiêm ở Hòa Bình. Trước đó, có những trường hợp như ông Lê Văn Sinh ở Ninh Bình, Trần Đình Sang ở Yên Bái. Không khi xã hội Việt Nam càng như dây đàn. Luật an ninh mạng đang phát tác như một ung nhọt làm thối nát cuộc sống bình thường của hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Thì ngay sau đó, nhân ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị định 15 trên 2020 lại được tung ra như một loại lưới cào lạnh lùng và phi lý thêm vây chặt con người. Sáng 22 tháng 5 năm 2020, khắp trên các trang mạng loan nhanh tin nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn bị bắt giải đi. Hình ảnh cho thấy hai nhân viên an ninh thường phục cặp tay Nguyễn Anh Tuấn dẫn đi ngay trên đường phố vào lúc anh ngồi quán cà phê cùng với bạn bè. Trung quanh đó thì có không ít nhân viên an ninh khác đón lỏng. Cách mà Nguyễn Anh Tuấn bị bắt vào thời điểm này được dự đoán rằng vụ thảm sát ở Đồng Tâm sẽ được đưa ra giải quyết theo cách của nhà cầm quyền trong thời gian sắp tới. Và đó có thể là một món quà của bộ phận nào đó trong nhà cầm quyền muốn lập công mừng đảng đại hội 13 sắp tới. Trước đó một ngày, blogger Phạm Thành, bà Đầm Xoe cũng bị bắt vì tội truyền tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều ngạc nhiên nhất là cả vụ bắt cóc Nguyễn Anh Tuấn và lẫn chuyện áp giải blogger Phạm Thành đi giam 4 tháng điều tra. Công an đã không làm rõ những người này bị tội gì, vì sao. Thậm chí gia đình của ông Phạm Thành 68 tuổi cũng không nhận được giấy tờ biên bản nào thông báo về vụ bắt giữ. Trước đó anh Phùng Thủy, một người giao sách giúp nhà xuất bản tự do đã bị công an tổ chức săn đuổi và bắt giữ. Sau đó anh Thủy bị an ninh tra tấn suốt nhiều tiếng đồng hồ. Với các thủ thuật vô nhân tính có thể giết hại một người có tuổi bằng cha anh của mình. Chỉ vì anh không biết là các thành viên của nhà xuất bản tự do ở đâu tổ chức hoạt động thế nào. Trước đại hội 13, hai vấn đề lớn sắp tới là những rất điều mệt mỏi với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam và vụ thảm sát đồng tâm với cái chết chấn động dư luận thế giới của cụ Lê Đình Kinh và vụ án Hồ Duy Hải vốn đang bộc lộ những thối nát tận chân của nền tư pháp cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều kinh hoàng hơn người dân Việt Nam lại nhận ra chân tướng những người đang cầm quyền là ai. Nếu đúng như dự đoán thì để đối phó với lực lượng truyền thông tự do nhà cầm quyền đã áp dụng cách bẻ út trước mở rộng khủng bố với những người phản biện với giới hoạt động xã hội dân sự. Mọi thứ nhằm chuẩn bị cho những vấn đề phải đưa ra dư luận sắp tới, đặc biệt là vụ thảm sát đồng tâm. Cách làm này của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tương tự như trò cúp điện hay tắt micro hèn hạ của các phiên tòa khi phía nhà nước độc tài đối lý trước các luật sư nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn hay broker Phạm Thành đều là những nhà hoạt động bằng ngôn luận và hoàn toàn không phải là mối nguy hại cho xã hội. Rất khác với nhiều biểu hiện và tội lỗi của nhiều quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam, cả hai người bị bắt nói trên luôn chọn đứng về phía lẽ phải, đứng về phía nhân dân. Những kẻ thấp cổ bé miệng, việc bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn và Phạm Thành tựa như làm vỡ hòa sự căng thẳng theo dõi tình hình xã hội của người dân lâu nay. Ông Phạm Thành là người có nhiều tác phẩm tạo tiền lệ khẳng định quyền tự do của một công dân trong thời đại độc tài, cò hồn xã nghĩa hay Nguyễn Phú Trọng Thế Thiên Hành Đạo hay Đại nghịch Bất Đạo. Những quyển sách đó đã chứng minh sức mạnh tinh thần của ông vượt xa những cáo trạng sắp tới đây mà nhà cầm quyền sẽ áp cho ông. Năm 2011, Nguyễn Anh Tuấn công khai tuyên bố rằng mình đang tàng trữ tài liệu phản biện xã hội và nhà cầm quyền gọi tên là phản động, là thứ bị quy kết thành tội trạng. Anh thích thức nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt anh vì điều này. Hơn nữa, việc kiên trì đòi công lý cho các nạn nhân Phomosa và Đồng Tâm khiến cho Tuấn luôn là cái gai trong mắt của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Hôm nay việc im lặng bắt và áp giải Nguyễn Anh Tuấn ở một quán cà phê cho thấy cách thức của hệ thống còn thấp kém hơn cả suy nghĩ tự do của một thanh niên. Dù ngay trong buổi chiều của ngày bị bắt giữ, Nguyễn Anh Tuấn được trả về nhà, nhưng ai cũng hiểu rằng mọi thứ sẽ càng hơn từ đây. Trước đại hội 13, tình trạng bắt bớ lạnh lùng, nó cũng là thông lệ trước các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiển nhiên, thông lệ này nhắc người dân rằng trước những sự kiện trọng đại hay niềm vui của Đảng Cộng sản vẫn luôn kèm theo tình trạng bắt bớ và tù đầy như một khúc dạo đầu muôn thuở của chế độ độc tài Cộng sản. Cùng với việc bắt giam nhà thơ Trần Đức Thạch ngày 23 tháng 4, thì chỉ trong vài ngày, Nhà quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục bắt giam nhà văn Phạm Thành ngày 21 tháng 5 và ngày 23 tháng 5 lại bắt tiếp nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam Có vẻ như việc bắt bớ người bắt đồng chứng kiến là một xu hướng quen thuộc để lập công dân đảng trước mỗi kỳ đại hội. Nay là chuẩn bị cho đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà báo Độc lập Nguyễn Tường Thụy bị lực lượng an ninh bắt tạm giam sau một cuộc đột kích tại nhà riêng sáng hôm thứ Bảy tuần trước tại Hà Nội trong một đợt chấn áp mới nhắm vào những người chỉ trích chính phủ. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi nhà văn Phạm Thành, người từng viết sách chỉ trích tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bị công an Hà Nội bắt giữ vào ngày thứ năm. Ông Thụy 69 tuổi hiện giữ vai trò quyền chủ tịch hội nhà báo độc lập Việt Nam, một tổ chức cổ súy cho tự do ngôn luận qua các bài viết mang tính phản biện về thời sự trong nước. Ông cũng là blogger của đài Á Châu tự do (RFA) hình ảnh chụp biên bản khám xét nhà ông Thụy đăng trên mạng xã hội cho biết cuộc đột kích được hiện được thực hiện bởi các viên chức an ninh thuộc cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. một số vật dụng cá nhân của ông bị bắt bị tạm bắt giữ bao gồm thẻ ngân hàng điện thoại di động máy tính sách tay usb cùng với một số giấy tờ tài liệu khác. theo biên bản tài khoản facebook cá nhân cũng bị kiểm tra và một số bài viết được in ra trong đó có một bài viết mang tựa đề Nhà cầm quyền Việt Nam phải chấm dứt ngay việc khủng bố các nhà hoạt động xã hội dân sự mà ông viết cho RFA vào năm 2016. Vợ của ông là bà Phạm Thị Lân cho phóng viên biết gia đình đã dự liệu về một vụ bắt giữ nhắm vào ông vì lực lượng an ninh thường xuyên theo dõi trước nhà, nhưng vụ đột kích vẫn khiến cho bà bất ngờ và không kịp chuẩn bị. Lúc tôi quan sát xung quanh không có ai thì tôi mở cửa ra bình thường, phải đến gần 50 người ào vào nhà tôi khống chế tôi luôn. Tôi mới gào lên là anh Thụy đóng cửa lại có cướp vào nhà. Có cô giúp việc chạy ra vì cô ấy tưởng tôi bị ngất. Ông Thụy nhà tôi cũng sốt ruột chạy ra thì không kịp sập cửa, bà kệ. Bà mô tả buổi khám xét diễn ra căng thẳng với sự rằng co và kháng cự của chồng bà, đặc biệt là khi các viên chức an ninh dùng vũ lực để buộc ông cung cấp dấu vân tay để mở khóa điện thoại iPhone của ông. Thằng công an đè ra lấy dấu vân tay nhưng nhất định ông ấy bảo nếu mà cưỡng chế tôi thì có chết tôi cũng không làm, cứ đưa đây tôi thì tôi sẽ tự động mở rác, tự giác mở mật khẩu, bà lần thuật lại nó đưa cho ông ấy thì ông ấy đập luôn điện thoại làm vỡ kính bàn uống nước và vỡ kính điện thoại thế là nó khống chế cổng tay tôi mới gào lên các ông đừng có vô nhân đạo tôi gào nhiều lần thì nó mới thôi hai người vẫn xích tay nhưng mà không quật ra đằng sau nữa lệnh khởi tố cho biết ông Thụy sẽ bị tạm giam tại trại giam Chí Hòa ở thành phố Hồ Chí Minh bà nói nhưng bà không biết chồng bà đã bị đưa đi khỏi Hà Nội hay chưa vì không được cho biết thêm thông tin nào khác nữa. Bà nói sổ khám bệnh của ông đã bị lấy đi và bà đang lo lắng cho tình trạng sức khỏe của chồng. Ông hiện đang uống thuốc cao huyết áp và thuốc đại tràng. Sức khỏe của ông ấy rất là kém mà sự đối xử của nhà công quyền Cộng sản Việt Nam thì cực kỳ tàn nhẫn, bà nói. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cho biết Ông Thụy là thành viên thứ hai của hội bị bắt sau khi chủ tịch của hội nhà báo độc lập Phạm Trí Dũng và cũng là một blogger của VOA tiếng Việt bị bắt vào tháng 11 năm ngoái với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội cho biết kể từ sau vụ bắt giữ ông Dũng, cơ quan an ninh đã liên tục sách nhiễu theo dõi triệu tập thẩm vấn nhiều thành viên của hội. Một điều trùng hợp là cả ba cây viết kỳ cựu này đều sinh năm 1952 với tuổi đời này đã gần 70. Và như vậy sau so dự sự việc nổ súng vào đầu người đảng viên 84 tuổi Lê Đình Kinh tại phòng ngủ ở Đồng Tâm thì sự tàn nhẫn của bộ máy đàn áp bất đồng đã không còn chút giới hạn nào nữa. Trong bài đăng trên trang ASEAN Times Trụ sở ở Hồng Kông, phóng viên David Hurt viết rằng nhà nước Cộng sản Việt Nam sẵn sàng nhắm vào bất kỳ nhà phê bình nào là khúc mắc cho chế độ. Vào tối ngày 22 tháng 5, bà Nguyễn Thị Nghiêm, vợ nhà báo Phạm Thành cho RFA biết rằng hiện bà và gia đình vẫn chưa nhận được thông tin cụ thể nào từ chính quyền ngoài việc ông bị tạm giam 4 tháng ở trại Hóa Lò. Họ mới đưa cho hai giấy lệnh bắt và giam với lệnh khám nhà, thì chúng tôi chuẩn bị làm thủ tục thăm nuôi, chỉ biết là hiện nay giam 4 tháng ở Hòa Lo. Thông tin sau 4 tháng như thế nào thì không có, chỉ mới biết là như thế thôi. Khi được hỏi về lý do nhà báo Phạm Thành bị bắt, bà Nghiêm nói rằng công an cũng không hề cho bà biết. Cái điều này tôi cũng không biết vì lý do gì mà anh Thành lại bị bắt, hiện bây giờ cũng chưa có thông tin gì. Chịu, vì anh ấy cũng mới đi thôi. Thế thì yêu cầu phải chuyển giấy về gia đình. Theo bà Nguyễn Thị Nghiêm, khi công an đến bắt ông Thành tại nhà có khoảng trên dưới 40 người đứng từ ngoài cộng vào trong nhà chật cứng nên bà cũng không biết hàng xóm xung quanh phản ứng như thế nào trước sự việc chồng bà bị bắt đi. Nhà văn Phạm Thành tên đầy đủ là Phạm Chí Thành, năm nay 68 tuổi viết blog cho nhiều các trang báo tư nhân cũng như với biệt danh là bầm đậm bà đầm xòe là chính là blog riêng của ông và là tác giả của cuốn sách Nguyễn Phú Trọng Thế Thiên Hành Đạo hay Đại nghịch Bất Đạo được xuất bản ở nước ngoài và phát hành trên mạng xã hội vào tháng 9 năm 2019. Có nhiều đồn đoán trên Facebook rằng nhà văn Phạm Thành bị bắt là vì cuốn sách này. Trong cuộc phỏng vấn với VOA Tiếng Việt khi phát hành cuốn sách này, ông Phạm Thành nói tôi tự tin rằng việc in ấn này là không có gì sai luật tôi cũng muốn nói cho những người khác rằng họ có sách thì cứ in nhà nước không in thì tôi dùng quyền của tôi theo điều 25 của hiến pháp đã quy định để in ấn quyền sách này là một bằng chứng một dữ liệu về những lời ăn tiếng nói hành xử của ông trọng trong những chính sách đối nội và đối ngoại của ông ấy đối với trung quốc cũng như đối với thế giới tôi nhận ra rằng ông trọng là người mà làm tất cả những điều gì mà trung quốc muốn ông thành từng nói với voa việt ngữ Ông Thành nói thêm, tôi đã 41 năm theo đảng và nhà nước rồi, bây giờ ngoảnh lại thấy dân tộc này cái gì cũng tụt lùi. Nguyên nhân tại đâu? Nguyên nhân là chúng ta không có dân chủ, nguyên nhân là đảng Cộng sản duy trì sự độc tài. Nhà báo Phạm Thành có nhiều năm làm việc cho Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, tự ứng cử đại biểu Quốc hội năm 2016 và đồng thời là tác giả của cuốn sách Nền Kinh tế Thị trường Định Hướng Xã hội Chủ Nghĩa xuống hố cả lũ và tiểu thuyết Cò hồn xã nghĩa. Từ Thái Lan nhà báo độc lập Đường Văn Thái nêu nhận định về công việc công an Việt Nam bắt giữ nhà văn Phạm thanh Từ đầu từ đầu năm 2020 đến nay nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã bắt hai người cao tuổi là ông Phạm Thành và ông Trần Đức Thạch. Ông Thành cũng là hội viên của hội nhà báo Việt Nam độc lập. Những người từng làm cho cơ quan nhà nước Việt Nam và nói ra sự thật thì bị chính quyền bắt bớ. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sợ ông Thành nói ra sự thật trước thềm đại hội 13 nên họ tìm cách bịt miệng bắt bớ giam cầm ông Thành. Ông Nguyễn Vũ Bình nêu nhận định việc ông Phạm Thành bị bắt. Trước mỗi đại hội, theo thông lệ, họ hay thị uy, bảo vệ đại hội, hay tránh sự phiền phức, hay những tiếng nói phản biện thì họ bắt một số người đây là những việc làm sai trái những người phản biện nêu ý kiến của mình bày tỏ các vấn đề của đất nước vấn đề chính sách quan điểm đường lối mà bị bắt như thế là hoàn toàn không được không ai phục vụ và chấp nhận việc bắt bớ như vậy nhà báo độc lập nguyễn ngọc gia nguyên phó trưởng ban kế hoạch dự án và phó trưởng ban tư liệu của đài truyền hình htv và là một tù nhân nhân quyền cho rằng việc bắt ông phạm thành không phải là điều khó hiểu với lý do ông nêu như sau lý do thứ nhất là việc chấn áp những người bất đồng chính kiến nó thường xảy ra mang tính chất là bắn tỉa tôi dùng bắn tỉa tức là lâu lâu một người lâu lâu hai người thì nó tạo cho tôi cảm giác là nhà cầm quyền cộng sản việt nam muốn làm cho người dân những người bất đồng chứng kiến luôn luôn mang tâm trạng phấp phỏng hoang mang theo cách có hệ thống từ trước đến nay đó là khủng bố về mặt tinh thần rất rõ ràng. Nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang cho biết ông lấy làm tiếc trước quyết định bắt giữ nhà báo Phạm Thành của Công an Hà Nội, cũng là một người chuyên viết báo và trước đây cùng tham gia quân đội Bắc Việt. Ông Tạo cho biết động cơ thúc đẩy bản thân ông và Phạm Thành hướng về lĩnh vực báo chí sau chiến tranh. Quan sát anh Thành thì tôi thấy anh ấy là người, người ta nói nôm na là thẳng tính, có nghĩa là thế hệ chúng tôi còn thanh niên chỉ nhận được thông tin một chiều do nhà nước cung cấp. Cuộc chiến đấu hào hùng đó nhưng mà lùi lại mấy chục năm sau mới thấy rằng mục tiêu chưa đi đến đâu mà hy sinh hàng triệu người để làm cái gì. Anh Thành thấy nhiều cái bất công sai quấy trong xã hội, đặc biệt là trong ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Thế thì anh ấy phản ánh, viết phản biện. Anh ấy là một người rất là cương trực, rất là can đảm, chính vì thế mà có những bài viết tác phẩm nó khá là gai gốc. Cũng là một trong những người quan tâm đến vấn đề này, nhà hoạt động Trịnh Bá Phương thấy rằng chủ trương bắt giữ người bất đồng chứng kiến và nhà báo của chính quyền Việt Nam đã diễn ra rất rõ trong vài năm qua. Anh Phương cho hành động đó là vi phạm nhân quyền và phớt lờ trước sự chỉ trích của quốc tế. Đồng tình nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng việc bắt giữ các nhà báo, nhà trí thức, văn nghệ sĩ ở Việt Nam hiện nay đã đi ngược lại những tiêu chuẩn của các quốc gia văn minh. Ông Tạo nhận định nếu muốn hòa nhập với các nền kinh tế thế giới có tiếng nói trong khối ASEAN hay Liên Hợp Quốc, chính quyền Việt Nam cần thận nhận thức việc làm của mình. Những ai có ý kiến phê phán này kia, đặc biệt là gây hấn một chút, là bắt đầu quy tội cho việc phản động móc nối với Việt Tân, vân vân. Những cái rất vu vơ, rồi khởi tố, tạm giam và bỏ tù, riêng anh Thành tôi thấy cái quyết định rất bất lợi cho xã hội Việt Nam hiện nay đang muốn cải thiện bộ mặt nhân quyền trước thế giới. Khi được hỏi về sự an toàn của các nhà báo ở Việt Nam hiện nay, ông Nguyễn Ngọc Già, trước đây từng bị án 3 năm tù và hiện vẫn còn 3 năm quản chế, ông cho biết ông lo ngại về việc chính quyền tiếp tục bắt giam các nhà báo trong nước cho những bài viết của mình. Phải nói ngay là không ai là muốn đi tù hết, nhất là những người viết báo như tôi và anh Phạm Thành hoặc rất nhiều người khác. Nhưng mà khi chúng tôi viết lên thì chúng tôi viết bằng sự thật, viết bằng cái lương tri làm người. Viết vì trách nhiệm của mình đối với quê hương Việt Nam, đối với đồng bào Việt Nam thì chúng tôi cứ phải viết. Ngoài ra với độ tuổi gần 70, anh Trịnh Bá Phương lo ngại cho sức khỏe của nhà báo Phạm Thành khi bị bắt giam ở Hoa Lo. Trong thời tiết nắng nóng như hiện nay mà bị giam ở trong hỏa lò, với mực độ người giam giữ dày đặc có khi lên đến 30-40 người trong một phòng giam nhỏ bé như vậy, em thấy rằng môi trường nhà tù hỏa lò như vậy sẽ đe dọa sức khỏe với nhà báo Phạm Thanh, một người đã cao tuổi. Nhà báo Nguyễn Ngọc Gia nêu lên sự lo lắng của mình với việc ông Phạm Thành bị bắt giam vì cho rằng môi trường tù túng cho người ở độ tuổi đã cao rất khốc liệt. Vì anh Thành năm nay cũng đã gần 70 tuổi rồi nên thành ra cái vấn đề ở tù thì tôi cũng đã từng trải qua rồi. Nó có thể là cái điều đáng rất lo ngại cho tuổi già của anh Thành. Ở tù như chúng tôi, những người mới thật sự là ở tù, nó rất khốc liệt, nghiệt ngã cho những thân phận mà tôi gọi là tù không tội. Tôi hy vọng nó sẽ có những can thiệp của quốc tế cho trường hợp của anh Phạm Thành, đặc biệt là từ Hoa Kỳ. Đối với nhận định trong bài viết sự thành công chống dịch virus Vũ Hán có được của Việt Nam qua các biện pháp xây dựng trên lịch sử có tính chất đàn áp trên báo Foreign Policy của nhà báo Nguyễn Ngọc Già có ý kiến. Bởi vì đàn áp bất đồng chứng kiến nó là một hệ thống xuyên suốt của ít nhất 45 năm qua, còn dịch virus Vũ Hán chỉ mới phát sinh sau này thôi nên tôi không thấy được cái liên hệ rõ ràng. Chỉ có điều cái cách của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với Nhân dân lại là vấn đề nhân quyền với nói chung và với tự do báo chí, tự do ngôn luận nói riêng thì họ luôn luôn muốn được tất cả tức là khi mà họ muốn hòa nhập với thế giới về mặt kinh tế để mang lại lợi ích cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam Đến lượt Phó Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy bị bắt Ông Nguyễn Tường Thụy 70 tuổi Phó Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam đồng thời là broker của Đài Á Châu Tự Do vừa bị công an thành phố Hà Nội bắt tạm giam sáng ngày 23 tháng 5 năm 2020 với cáo buộc làm tàng trữ phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Việc bắt giữ ông Nguyễn Tường Thụy diễn ra chỉ 2 ngày sau khi bắt nhà báo Phạm Thành, 68 tuổi, một thành viên của Hội Nhà báo Độc Lập bị bắt giữ với cùng cáo buộc vi phạm Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Bà Phạm Thị Lân, vợ của Nguyễn Tường Thụy xác nhận thông tin này với phóng viên vào chiều ngày 23 tháng 5 và cho biết thêm hiện nay ông bị di lý vào thành phố Hồ Chí Minh và giam giữ tại trại giam Chí Hoa. Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh viết trên Facebook vào trưa thứ bảy ngày 23 tháng 5 cho rằng sáng lúc 7 giờ cả trăm an ninh mặc thường vụ bao vây quanh nhà anh Nguyễn Tường Thụy trước đó chúng canh cả đêm qua Chị Lân vợ anh Tường Thụy đi tập thể dục về thấy thế kêu lên cướp, chúng xong đến để bẻ tay chị Lân. Thấy thế anh Tường Thụy từ trong nhà đi ra thì chúng ập vào bắt luôn, đồng thời khám nhà. Chúng đọc lệnh khởi tố anh Tường Thụy về tội tuyên truyền chống phá nhà nước và một mực mà thực ra là tội yêu nước, yêu quyền tự do ngôn luận. Mọi người lưu ý Facebook của anh Tường Thụy đã bị an ninh chiếm. Anh Thụy từng là Từng bị cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội gửi triệu tập 3 lần để làm rõ nội dung liên quan đến Phạm Trí Dũng tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiến sĩ Phạm Trí Dũng là chủ tịch hội nhà báo độc lập Việt Nam, một tổ chức không được nhà nước Việt Nam công nhận. Ông Dũng bị cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giam hồi cuối tháng 11 năm 2019 cũng với cáo buộc phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước. Nhà báo Nguyễn Tường Thụy sinh năm 1952, gia nhập quân đội nhân dân Việt Nam năm 1970 và phục vụ trong đó 22 năm trước khi giải ngũ với cấp hàm đại úy. Những năm gần đây, ông viết báo, viết blog và chủ trang blog mang tên ông với gần 4 triệu lượt truy cập. Năm 2014, ông Thụy cùng với một số người khác đến Hoa Kỳ và ra trước Quốc hội Mỹ để điều trần về tự do báo chí ở Việt Nam. Trả lời phỏng vấn của RFA khi đó ông Thụy cho hay tôi là một người viết báo tự do và là một blogger. Tôi quan tâm đến vấn đề báo mạng trong quá trình phát triển của xã hội. Ở Việt Nam hiện nay, quyền tự do báo chí rất hạn chế và chính quyền Việt Nam chỉ thừa nhận báo chí nhà nước. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.